chị đó thấy không, mà núp núp vậy chị Kim Cương thấy không? Rồi sao, ổn định chưa? Rồi cơ dùng cánh tay. Thì cánh tay chúng ta có đây là phía trước, cái vùng này là vùng gì của xương vai? Phía trước, hố dưới vai. Thì nguyên cái cơ này là cơ dưới vai. Nó muốn làm, anh chị nói cơ này là cơ tròn bé phải không? Sai. Cơ tròn bé chị thấy ở phía sau thôi. Đây là tròn bé nè. Ở phía sau là gai vai. À, đây là gai vai. Bám vô gai vai là cơ thang. À, cơ thang. Trên tay dưới này nè. Nè, đó, rồi mấy dưới là cơ trên gai. Đây là cơ dưới gai. Cơ tròn bé, cơ tròn lớn, cơ lưng rộng. À, lưng rộng. Ở dưới này nè, nó chạy lên, ở dưới lưng nó chạy lên. À. Rồi, ở phía cánh tay sau, ta thấy đây là cơ tam đầu, một đầu, hai đầu, ba đầu. Đây là đầu dài, đầu ngoài và đầu trong. À, cơ tam đầu. Rồi, ở dùng cánh tay trước, chúng ta có cơ này là cơ nhị đầu, đây là gân cơ nhị đầu. Và đầu này là đầu dài, sai, đầu ngắn, đầu đây mới là đầu dài. À, thấy nó ngắn nhưng mà thật sự nó lòn tuốt trong này là đầu dài, đầu ngắn. Cắt cơ nhị đầu đi, à, bên dưới, cơ nhị đầu, à, là cơ cánh tay, đây là cơ quạ cánh tay. Thì cái dây thần kinh này nè, vận động cho cơ nhị đầu, cơ cánh tay và cơ quạ cánh tay là dây thần kinh gì? Cơ bì. Thi hỏi dây cơ bì đó nha các anh chị. À, mấy thầy hay hỏi dây cơ bì lắm á nha. Rồi, phải không? Rồi bây giờ chúng ta thấy cái chỗ này nè. À, kêu là cái gì? Ai nói được? Không phải. Ống cánh tay. À, giống như là ống cơ khép vậy đó. À, hoặc là ống cổ tay. Đây là ống cổ tay, đây là ống cánh tay. Thì ống cánh tay nó được giới hạn cái gì? Phía trước của nó là cơ nhị đầu cánh tay, cơ quạ cánh tay, cơ cánh tay. Phía sau nó là cơ tam đầu, đầu dài nè, đầu trong. Đó, do đó giới hạn một cái này gọi là ống cánh tay. Trong ống cánh tay chứa gì? Chứa động mạch cánh tay, thần kinh giữa và thần kinh trụ. Do đó nếu mà chúng ta bó chặt ở đây quá, bó bột chặt ở đây quá, hoặc là chặt ở đây thì máu sao không xuống được bên dưới, à, và cũng gây hoại tử. À, đây là ống cánh tay. Rồi bây giờ ở đây chúng ta thấy ở giữa là gân nhị đầu, phải không? Thì bên này là rãnh dây đầu trong, thì có động mạch cánh tay, thần kinh giữa. Và chúng ta hay bắt động mạch cánh tay chỗ này để làm gì biết không? Đo huyết áp. Rồi ở phía rãnh dây đầu ngoài, à, chúng ta thấy bên dưới đây là dây thần kinh quay. Dây kinh quay xuất phát từ bó sau, chạy vòng ở mặt sau ra rãnh dây đầu ngoài, và nó cho hai nhánh. Đây là dây kinh quay sau, còn đây là dây thần kinh quay nông, à, hay là nhánh sau thần kinh quay, nhánh nông thần kinh quay. Đó, rồi phía sau này, đó, ngay chỗ này kinh nào đây? Kinh trụ. Làm gì có kinh khuỷu nha, thần kinh trụ. Và nó nằm giữa cái rãnh này nằm đây là mõm khuỷu, mõm trên lồi cầu trong, do đó cái rãnh này gọi là rãnh rồng rọc khuỷu hay là rãnh thần kinh trụ. Đó, thì chúng ta xác định này, à, đây là gân nhị đầu. Rồi gân nhị đầu đây. À, em sờ đây gân nhị đầu em nè, sờ đi em, thấy không? À, đây là rãnh nhị đầu trong, thì có động mạch cánh tay đây. À, em bắt coi động mạch cánh tay ở chỗ này. À, à, thi mà cứ nhúc nhích ba cái là mất hết điểm đó nha. Đó, bắt cái trúng. Rồi đây là rãnh nhị đầu ngoài. Bây giờ chúng ta cong cái tay lại nha. Đây là mõm khuỷu nè, mõm khuỷu. Đây là mõm trên lồi cầu trong. Em sờ đây đi, mõm trên lồi cầu trong. Rồi ở giữa cái rãnh này, à, đây em sờ đựng kinh trụ không nè,
thấy chưa? Đó, đây là rãnh thần kinh trụ. Đó. Đó, do đó khi mà bị phỏng á, phỏng nặng á, thì thường nó phỏng dây kinh trụ hoặc dây quay. Thì coi như là bệnh nhân đau đớn dữ lắm, ngủ không được. Do đó chúng ta cắt cái gì? Cắt cái cân đùi này ra, chúng ta bao thần kinh lại. Và lúc đó nó sẽ, thần kinh nó bớt kích thích và êm dịu, bệnh nhân có thể ngủ được đó. À, rồi, bây giờ ở vùng cẳng tay, chúng ta có cái cơ khu ngoài này nè, là cơ cánh tay quay, giữa cổ tay quay dài, giữa cổ tay quay ngắn. Đây, đây là cơ cánh tay quay nè. Rồi giữa cổ tay quay dài, giữa cổ tay quay ngắn, nguyên cái này nè. Đó là nó nè, ngay chỗ này. Cánh tay quay nè, đó, anh chị nào mà tập mà lực sĩ đẹp á thì thấy đây cánh tay quay, giữa cổ tay quay dài, giữa cổ tay quay ngắn, nguyên cái chùm này nè, đó là nó đó. Rồi bây giờ dùng cẳng tay trước nha, thì chúng ta có cơ này là cơ sắp tròn, thì tay đương ngửa ra vậy nè, cơ sắp tròn co thì sắp lại, phía sau có cơ ngửa ra, hiểu không? Cơ sắp tròn. Đây là cơ gắt cổ tay quay, cơ gan tay dài, gắt cổ tay trụ. Sai. Đúng rồi, cơ gắt các ngón nòng. Đây mới là cơ gắt cổ tay trụ. Đó. Rồi chúng ta cắt cơ lớp nòng ra. Đó, lớp dưới mới là cơ gắt các ngón nòng. Đây là cơ gắt các ngón sâu và cơ gắt ngón cái dài. Đây là cơ gắt ngón cái ngắn. Đây là gắt ngón cái dài, nó đi từ cẳng tay đi xuống. Đây là gắt ngón cái ngắn. Rồi ở cái vùng này đó, thì chúng ta cũng có cái động mạch cánh tay, thì xuống dưới dưới nếp gấp khuỷu nó chia hai nhánh, một nhánh đi hướng ra phía ngón cái là động mạch quầy, một nhánh đi hướng về phía ngón út là động mạch trụ. Thì động mạch quay nhánh nông thần kinh quay, ở bên ngón út là động mạch trụ và thần kinh trụ, ở giữa là thần kinh giữa và động mạch giang cốt trước. Đó, giờ đó ta bắt động mạch quay ở đây. Chị bắt động mạch quay coi. Đúng nha, nếu mà chị bắt cao vậy rồi người chị nhích xuống thì nhích cái là bị rồi đó nha. Bắt trên cái nếp gắp cổ tay, đây là nếp gắp cổ tay, là bắt ngay đây mới đúng nha, còn bắt cao vậy là không đúng đâu nha. Đó, bắt ngay đây. Cô, nó có cái cơ gan tay đúng không? Đây là cơ gan tay dài. Dạ, cơ gan tay dài. Không, đó, đây là gân của cơ gan tay dài. Rồi, ở gan bàn tay thì chúng ta có đây là cơ dạng ngón cái dài. Không, nguyên dạng ngón cái, dạng ngón cái ngắn, cơ gắt ngón cái ngắn. Bên dưới là cơ đối, còn đây là cơ khép ngón cái. Ngón út thì chúng ta có cơ gắt ngón út ngắn, cơ dạng ngón út. Và dây thần kinh ở cái gan tay chúng ta có hai dây trụ có hai nhánh nè, dây giữa tới bốn nhánh là 1, 2, 3, 4, 5 nhánh luôn. Do đó ở gan tay thì dây nào chiếm ưu thế? Dây giữa, nó vận động cơ mô cái, cơ ô giữa, và nó cảm giác ngón 1, ngón 2, ngón 3 và nửa ngón 4. Còn mô út thì ta được dây này là dây trụ. Dây trụ có mấy nhánh? Có hai nhánh nè. Nó vận động cơ mô út và cảm giác ngón 5 và nửa ngón 4. Và động mạch mà dinh dưỡng cho gan tay là hai cung. Cung động mạch gan tay nông và cung động mạch gan tay sâu, nó cho nhánh là giang cốt, mu tay và giang cốt, ngón tay gan tay để nó và cắt máu cho gan tay. Rồi, bây giờ dùng cẳng tay sau. Thì chúng ta có đây là cơ khuỷu, phải không? Là cơ này là cơ duỗi cổ tay trụ, duỗi ngón út và duỗi các ngón, duỗi chung các ngón. Đó. Rồi ở lớp 5, lớp sau ta thấy ba cơ dạng ngón cái dài, đây là cơ dạng ngón cái ngắn nè, đây dạng cái dài, rồi duỗi ngón cái ngắn, duỗi ngón cái dài. Ở lớp sau nó chạy ra ngoài ra còn có cơ duỗi ngón trỏ nữa nha. Đó, dạng ngón cái dài, duỗi ngón cái ngắn, duỗi ngón cái dài. Thì đây là dạng ngón cái dài, vậy chứ dạng ngón cái ngắn đâu? Đây,
Đây là cơ dạng ngón cái ngắn. Rồi bây giờ ở mu tay thì chúng ta có hai cái dây thần kinh, nó phân phối đều, đó là dây quay và dây trụ. Nghĩa là ngón giữa chia làm hai, ngón 1, ngón 2 và nửa ngón 3 là dây quay. Ngón 5, ngón 4 và nửa ngón 3 còn lại là dây trụ. Đó là ở mu tay. Rồi, cô giảng xong rồi đó. Rồi.